Bản tin ngày 2 tháng 9, cập nhật tình hình ngày cuối trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2022, MU đã chiêu mộ được thủ thành Martin Dubravka theo dạng cho mượn từ Newcastle trong thỏa thuận có kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau, được cho có giá trị 6 triệu bảng. Trên trang web chính thức, MU xác nhận thương vụ này, đồng thời cho ra mắt hình ảnh Martin Dubravka trong màu áo quỷ đỏ. Như vậy, Dubravka đã trở thành tân binh thứ 6 của MU ở phiên chợ hè 2022 sau Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro và Antony. Cũng giống như Man United, Liverpool cũng đã gấp rút hoàn tất các thủ tục để mượn thành công tiền vệ Arthur Melo từ Juventus với thời hạn 1 năm. Arthur Melo năm nay 26 tuổi, gia nhập Juventus từ Barcelona với mức giá 70 triệu euro. Nhưng kỳ thực là vụ trao đổi với Miralem Pjanic vào hè 2020. Trước đó, cầu thủ này đầu quân cho Barca từ đội bóng quê nhà Gremio vào năm 2018 với giá 40 triệu euro. Sự góp mặt của Arthur giúp cho Liverpool giải quyết khủng hoảng nhân sự nơi hàng tiền vệ khi các cầu thủ như Naby Keita, Thiago Alcantara và mới đây nhất là Jordan Henderson đều đang ngồi ngoài vì chấn thương. Trong khi đó, Chelsea đã kịp thời hoàn tất hai bản hợp đồng chất lượng, đó là tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona cùng tiền vệ Dennis Zakaria của Juventus. Aubameyang đã có mặt ở thủ đô London, Anh để thực hiện kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký 2 năm với Chelsea cùng mức tùy chọn thêm 12 tháng. Ở chiều ngược lại, Chelsea để Marcos Alonso cập bến Barca. Như vậy, Zakaria và Aubameyang sẽ gia nhập Stamford Bridge cùng năm tân binh trước đó là Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marco Cucurella, Kani Chukwuemeka và Wesley Fofana. Không kém phần khí thế trong giải nước rút, Manchester City xác nhận chiêu mộ thành công Manuel Akanji từ Dortmund. Đến Man City, hậu vệ người Thụy Sĩ sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trung vệ 27 tuổi còn hợp đồng với Dortmund đến hè 2023. Đó là lý do khiến cho Man City phải chịu chi 15 triệu bảng cho thương vụ này. Manuel Akanji trở thành tân binh thứ 5 của Man City ở mùa hè này. Trước đó, họ đã chiêu mộ thành công Stephen Otega Moreno, Calvin Phillips, Sergio Gomez, Erling Haaland. Ngoài ra, về phía Arsenal đã hoàn tất thương vụ Ashley Maitland-Niles tới Southampton theo dạng cho mượn. Đội bóng của huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl sẽ có quyền chọn mua đứt cầu thủ 25 tuổi nếu anh ấy ấn tượng tại sân St. Mary's. Maitland-Niles đã vật lộn để củng cố vị trí trong đội hình xuất phát của Arsenal kể từ khi có trận ra mắt năm 2014. Mùa giải trước, anh đã được cho mượn đến Roma Scuderia nên có 8 lần ra sân cho đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho.